kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của huyện Chư Rút. Hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2020, mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục giải đáp và tuyên truyền pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Rút tổ chức hội nghị triển khai ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tổng kết hoạt động cụm thi đua số 1 tại huyện Chư Rút. Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Rút kêu gọi được trên 900 xuất quà ủng hộ đồng bào miền Trung. Ông Izoan Buôn Crong, người bí thư chi bộ tiêu biểu ở Buôn Nui, xã Tâm Thắng. Phần cuối chương trình là phóng sự, huyện Chư Rút tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch thu thập dữ liệu dân cư. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Rút tổ chức hội nghị giao ban triển khai kế hoạch thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Tham dự hội nghị có Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với chủ đề tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới. Để cho ngày hội diễn ra theo đúng kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm, đó là thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp như tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền kết quả về nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Rút lần thứ 7 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tổ chức biểu dương các gia đình, khu dân cư có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động ở địa phương. Thời gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2020. Sáng ngày 29 tháng 10, tại huyện Chư Rút, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết cụm thi đua số 1 gồm các huyện Chư Rút, Đắk Min, Cờ Rông Nô và Đắk Song và chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2020. Trong năm 2020, cụm thi đua số 1 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng như phòng chống dịch COVID-19, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động xây dựng nông thôn mới như phân loại rác thải, biến phế liệu thành việc có ích, phụ nữ tham gia khởi nghiệp. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo sát với tình hình thực tế, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Riêng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút, hội đã hỗ trợ xây dựng mới 4 căn nhà mái ấm tình thương, tặng 2 con bò từ chương trình biến phế liệu thành bò cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và duy trì mô hình kết nối yêu thương tại xã Epo, duy trì và nâng cao chất lượng 62 mô hình câu lạc bộ với trên 1.700 thành viên tham gia. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút đã thu gom phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, xây dựng hàng chục tuyến đường hoa, v.v. Tại hội nghị, cụm thi đua số 1 tiến hành bình chọn danh hiệu thi đua năm 2020 cho đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút cũng đã thực hiện chuyển giao cụm trưởng năm 2021 cho đơn vị Đắk Min. Nhân dịp này, cụm thi đua số 1 cũng đã trao số tiền 10 triệu đồng cho 2 hội viên phụ nữ ở xã Nam Dông và xã Trúc Sơn từ chương trình Phụ nữ khởi nghiệp. Thực hiện thư kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Rút đã kêu gọi vận động từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện được 915 suất quà với tổng số tiền gần 275 triệu đồng. Được biết, đợt 1 Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Rút sẽ tổ chức đi trong 4 ngày, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11 năm 2020.
đến hai xã Triệu Nguyên và Hướng Hiệp của tỉnh Quảng Trị để trao 500 suất quà cho người dân vùng lũ với trị giá mỗi suất 300.000 đồng, bao gồm gạo, bánh, kẹo, mì tôm, v.v. Đợt 2, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Chư Rút sẽ tiếp tục vận động quyên góp để tiếp tục hỗ trợ cho các hộ dân tại các địa điểm khó khăn khác ở các tỉnh miền Trung. Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Chư Rút hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 21 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Chư Cần Nia và Ebo với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. Có được kết quả trên, huyện Chư Rút đã huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, đảm bảo đúng đối tượng, góp phần giúp các hộ khó khăn có nhà ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, huyện Chư Rút tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100% việc hỗ trợ làm mới nhà ở cho người nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên Yuan Buôn Cờ Rông ở xã Tâm Thắng, huyện Chư Rút, không những chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương. Ông luôn được người dân trong buôn tin yêu quý trọng. Với 66 tuổi đời, 33 năm tuổi tham gia công tác xã hội, từ năm 1987 đến nay, ông Yuan đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, từ chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, phó chủ tịch, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tâm Thắng, phó ban phân bố dân cư, phó phòng kinh tế huyện, chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Rút, cuối cùng được điều động về công tác tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và hiện nay ông giữ chức bí thư chi bộ buôn nuôi xã Tâm Thắng. Dù ở cương vị nào, ông Yuan cũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen vì những đóng góp của ông. Sau nghỉ hưu trở về địa phương sinh sống, năm 2014, ông Yuan tiếp tục được cấp trên tín nhiệm và bà con trong buôn quý mến tin tưởng, bầu ông giữ chức bí thư chi bộ buôn nuôi xã Tâm Thắng cho đến nay. Để thực hiện tốt vai trò của Đảng, ông Yuan đã từng bước củng cố xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân, đi sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con trong buôn, để từ đó xây dựng chương trình hành động thiết thực, hợp lòng dân. Đồng thời, bản thân ông cũng phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của người đảng viên, tích cực tuyên truyền vận động người dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Mặc dù tuổi cao, nhưng ông không quản ngại khó khăn vất vả, đến từng hộ dân vận động bà con trong buôn hiến đất làm đường, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, tuyên truyền để mọi người dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó tự giác chấp hành, nhiệt tình ủng hộ. Mình cũng về hưu rồi nhưng mà do hồi trước là tham gia công tác xã hội, thấm nhuần cái lời dạy Bác Hồ về phát triển kinh tế là làm giàu cho địa phương. Từ đó xuất phát từ đó mình cũng tuyên truyền cho bà con mình tiếp thu những ý kiến là và học hỏi những người kinh xung quanh. Người ta làm kinh tế thì bà con mình theo. Thế như là bữa nay gia đình nào cũng đều khá và có của ăn của để và thậm chí làm cả cái nhà xây. Từ khi ông Yuan về làm bí thư chi bộ buôn thì thường xuyên quan tâm đến đời sống của bà con đồng bào trong buôn. Bí thư chi bộ đã phân tích cho bà con nhân dân không nghe, không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, phải chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế. Ông Yuan đã vận động buôn làng tham gia làm đường giao thông nông thôn. Đến nay buôn nuôi đã có thêm hai con đường bê tông sạch sẽ, đi lại dễ dàng. Đến nay, buôn nuôi xã Tâm Thắng có hơn 50% số hộ dân trong buôn đã có nhà xây kiên cố, tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 3 buôn còn lại ở trên địa bàn xã Tâm Thắng. Tất cả các tuyến đường liên thôn đã được bê tông hoặc nhựa hóa. Sự đổi thay của buôn nuôi hôm nay có một phần công sức đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ Yuan. Bí thư làm cũng vừa mới về hưu làm nhiệm kỳ đầu tiên thì thấy bà con cũng phấn khởi và nghe lời của bí thư tuyên truyền vận động cho bà con càng ngày càng phát triển và cũng giống như vận động bà con làm được điện chiếu sáng này với lại làm con đường được hai con đường nội thôn
thì bữa nay bà con cũng khá hơn nhiều so với mấy năm về trước. Ngoài việc tích cực tham gia công tác xã hội, đảng viên Y Doan còn sắp xếp thời gian hợp lý chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Với quỹ đất không nhiều, ông tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất bằng cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, xây dựng mô hình vườn ao chuồng khép kín nhằm tăng thu nhập tối đa trên cùng một diện tích. Ông cố gắng làm không chỉ vì ổn định cuộc sống gia đình mà còn làm gương cho con cháu và người dân trong buôn học tập làm theo. Với vai trò bí thư thì tôi cũng là trọng trách cũng nặng, vì là một cán bộ, là đảng viên thì phải cố gắng là thuyết phục vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới, tức là đường điện trượng trạm. Thì vừa rồi đã làm được 2 con đường dài 640 mét, tức là với phương châm nhà nước và dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ vật liệu, bà con đóng góp xe tiền công, mà làm được đường điện được 28 bóng điện là thắp sáng từ buổi tối cho đến 5 giờ sáng. Thì từ đó là cuộc sống của bà con nói chung là đều tin tưởng vào Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng. Nhất là tôi bí thư là mỗi lần phát động là khi mà họp dân nói là bà con cũng nghe. Buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Chư Rút hôm nay đã khoác trên mình áo mới. Bà con trong buôn đoàn kết một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ kính yêu, chăm lo phát triển kinh tế, tích cực xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Có được kết quả này là nhờ công sức không nhỏ của người đảng viên, bí thư chi bộ tiêu biểu Y Doan. Ghi nhận đóng góp của ông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Thời gian gần đây, mô hình trồng gấc được nhân rộng trên địa bàn huyện Chư Rút, giúp nhiều nông dân có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống. Theo bà con nông dân, thì giống gấc được đưa vào trồng là gấc lai, trọng lượng quả bình quân từ 2 đến 3 kg trên một quả. Mỗi hecta gấc năm đầu có thể thu hoạch hơn 20 tấn quả. Sau mỗi vụ thu hoạch chỉ cần cắt dây, 2 đến 3 năm sau gốc gấc phát triển cho thu quả nhiều hơn. Hiện giá thu mua quả chín là 5.000 đồng 1 kg, bình quân mỗi hecta gốc cho thu lãi gần 100 triệu đồng trên một năm. Hiện trên địa bàn huyện Chư Rút có hơn 100 hecta gốc được trồng tại các xã như Tâm Thắng, Chư Cửa Nia và thị trấn Etherling. Toàn bộ sản phẩm gốc đều được hợp tác xã Nam Hà thu mua chế biến thành tinh dầu gốc. Tuy nhiên hiện tại gốc chỉ được trồng nhỏ lẻ, vì vậy để phát triển mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa, chính quyền địa phương cần có định hướng quy hoạch cụ thể để cây gốc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Năm học 2020-2021, huyện Chư Rút có 100% trường mầm non tổ chức ăn bán trú tại trường với 4.269 học sinh tham gia, chiếm trên 91% tổng số học sinh bậc mầm non. Huyện Chư Rút hiện có 16 trường mầm non, trong đó 11 trường mầm non công lập và 5 trường mầm non tư thục với tổng số 4.679 học sinh. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường có tổ chức bán trú cho học sinh. Trong quá trình bán trú, phải thực hiện đầy đủ thông tư 30 và thông tư 1246 của Bộ Y tế về điều kiện an toàn thực phẩm, quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Chỉ đạo các trường học có tổ chức ăn bán trú, có bếp ăn tập thể, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất các khu vực như bếp nấu, khu chế biến thức ăn, khu để thức ăn chín. Thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn thực phẩm cung ứng, tuân thủ đúng quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn, thực phẩm hàng ngày, thường xuyên vệ sinh nhà ăn, các dụng cụ sinh hoạt đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian bỏ hạ giá, người nuôi chịu lỗ và chỉ nuôi cầm chừng, đến nay trên thị trường giá bò đã tăng giá trở lại. Điều này khiến người chăn nuôi rất phấn khởi, yên tâm đầu tư phát triển đàn bò, ghi nhận tại thị trấn Etherling. Ông Đinh Văn Sinh ở thị trấn Etherling cho biết, đều đặn hàng năm gia đình ông mua từ 2 đến 3 con bê đực, có trọng lượng từ 30 đến 40 kg trên một con, hết khoảng 25 triệu đồng về vỗ béo. Vừa rồi ông bán một con khoảng 130 đến 140 kg, được gần 30 triệu đồng, trong khi năm ngoái một con bò tương tự chỉ bán được khoảng 15 triệu đồng.
Với giá bò thịt như hiện nay, người chăn nuôi đã có lãi. Vì vậy, thời gian tới, gia đình ông sẽ tiếp tục đầu tư chăn nuôi bò vỗ béo, trồng thêm cỏ voi và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để chăm sóc bò, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong 1-2 năm trước thì giá bò là xuống quá thấp, cho nên là bà con chăn nuôi là thua lỗ nhiều, thậm chí là có những người bây giờ coi là mắc nợ về bò. Nhưng mà được cái là từ sang năm nay thì cái giá bò nó cũng đã lên và cũng đã tạm ổn định, cho nên là nếu như cứ mức giá bò như này thì người chăn nuôi cũng sẽ có lời. Theo bà con chăn nuôi bò cho biết, do nhu cầu nuôi rất lớn từ người nông dân nên giá bò tại huyện Chư Rút thời gian qua liên tục tăng. Người chăn nuôi rất phấn khởi vì có lãi. Giá bê cái giống có giá từ 15 đến 17 triệu đồng trên một con, tăng từ 3 đến 5 triệu đồng trên một con. Đặc biệt, bê giống Lysine, Bạc Man tăng từ 5 đến 10 triệu đồng trên một con. Giống siêu thịt có giá từ 25 đến 30 triệu đồng trên một con. Bên cạnh đó, nhu cầu thị trường bò thịt tăng làm cho giá bò tăng cao nhất từ trước tới nay, từ 10 đến 15 triệu đồng trên một con, nên người chăn nuôi có nguồn thu nhập khá từ chăn nuôi bò. Cái giá bò của cái năm 2020 thì nó có cái vấn đề biến chuyển về giá cả. Nói chung là nó có nhích, cũng cảm thấy là nó phấn khởi. Vì chăn nuôi là nó có cái nguồn thu nhập nó hơi tương đối ổn định. Còn kể như hai cái năm trước thì nó bấp bênh quá. Và cái giá nó quá trung thấp. Chăn nuôi mà thu nhập nó thấp kém quá thì cũng có nhiều hộ nó bây giờ là họ chuyển đổi sang cái con vật khác. Không riêng ở bò và kể cả heo, dê. Hiện toàn huyện Chư Rút có hơn 12.000 con trâu bò, tăng hơn 1.483 con so với năm 2018, trong đó có hơn 90% là bò lai. Thời điểm này giá bò tăng khá so với năm ngoái và giữ ổn định giúp người chăn nuôi có lãi. Điều này giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi bò thịt. Nhiều hộ bắt đầu chuyển sang đầu tư chăn nuôi bò thâm canh theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Để phát triển ổn định ngành chăn nuôi, các ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi nên chú trọng phát triển đàn bò lai, nâng trọng lượng xuất chuồng, đồng thời cần nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp để kiểm soát dịch bệnh. Trong thời gian qua, thì Hội Nông dân thị trấn đã phát triển rất là nhiều các con giống như là heo, gà, vịt. Nhưng mà đặc biệt là cái vấn đề là trâu bò trong thời gian qua thì thịt heo cũng giảm. Thì nhưng mà cái tin vui cho bà con chăn nuôi bò thì thịt bò cũng đang phát triển tăng dần, cũng đảm bảo cho đời sống bà con nông dân được cải thiện. Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng mạnh, giá các loại thịt gia súc gia cầm cũng nhích dần lên, người chăn nuôi phấn khởi vì có được lợi nhuận trong chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kiểm tra kết quả công tác thu thập dữ liệu dân cư lần thứ nhất, gọi tắt là DC01, đến hết tháng 5 năm 2019, huyện Chư Rút đã quét được 96.616 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt tỷ lệ 99,4% so với yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi quét phiếu DC01 trên hệ thống dữ liệu quốc gia, thì công an huyện tiếp tục kiểm tra, phúc tra nội dung dân cư và đã phát hiện ra nhiều phiếu thiếu sai thông tin. Do vậy, công an huyện tiếp tục tiến hành chỉnh sửa bổ sung phiếu DC02 để thực hiện hoàn thiện thông tin dân cư một cách chính xác nhất để từng bước cấp thẻ căn cước cho công dân. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đảm bảo chính xác của các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lần thứ hai, Công an huyện Chư Rút đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút triển khai thực hiện. Theo đó, huyện Chư Rút có 23.436 hộ với 104.641 nhân khẩu. Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh bổ sung thông tin của công dân, không để xảy ra sai sót, Công an tỉnh Đắk Nông đã tăng cường xuống Công an huyện Chư Rút 13 cán bộ chiến sĩ. Công an huyện tăng cường xuống Công an xã trên 60 cán bộ chiến sĩ để hướng dẫn giải quyết chỉnh sửa thông tin ngay từ cơ sở, tạo thuận lợi nhất cho người dân. Cái đợt 1 làm thì đợt 2 là phải làm bổ sung thêm vì do thiếu như một số cái thông tin cần thiết. Ví dụ như là tôi thấy rằng là có những cái trong chứng minh thư hoặc là hộ khẩu chỉ có huyện thôi, không có xã, tức là bây giờ nó không được chi tiết cho lắm. Thế cho nên cần thiết phải điều chỉnh lại, cho nên làm cái này cũng là đúng thôi. Hầu hết những phiếu còn thiếu sai thông tin chủ yếu là về ngày tháng năm sinh, những trường hợp lớn tuổi không còn nhớ tên tuổi của cha mẹ, v.v.
Do vậy, lực lượng công an huyện và công an các xã thị trấn đã phối kết hợp với lực lượng tư pháp hộ tịch các xã thị trấn làm lại giấy khai sinh, gửi phiếu xác minh hộ khẩu 03 đến các địa phương ngoài tỉnh, ngoài huyện, tạo điều kiện cho người dân đến kê khai thông tin một cách thuận lợi và nhanh nhất. Làm nhiều thứ lắm nhưng mà do ở dưới xã nó sai sót một số nên xã nó cử lên huyện này làm lại giấy khai sinh sai, nhưng mà đây là nó lại là sai ngày tháng năm sinh, xong rồi mình lên đây đưa lên đây công an huyện nó xác nhận lại. Nói chung thẻ căn cước cũng được, tốt cho người dân, đỡ phức tạp cho người dân. Bây giờ mình đi làm tuy nó phức tạp một tí nhưng mà sau này về lâu về dài nó lại tốt cho mình. Nhờ có kinh nghiệm thu thập phiếu DC01 cộng với sự hỗ trợ của lực lượng công an tỉnh trong việc kiểm tra phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư, nên đợt thu thập thông tin dữ liệu dân cư lần thứ hai này được triển khai thực hiện nhanh chóng và đảm bảo chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, lực lượng công an các cấp đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn đối chiếu phiếu thu thập thông tin dân cư và sổ sách quản lý cư trú tại 8 trên 8 xã thị trấn và hoàn thành hơn 25.948 phiếu trên 31.278 phiếu sai, thiếu thông tin, đạt tỷ lệ 83%. Hiện tại bây giờ thì lực lượng công an huyện là tập trung là hơn 100 cán bộ chiến sĩ trong công an huyện là tiến hành là thu thập các cái thông tin, lập phiếu xác minh gửi đi các địa phương, rồi cán bộ chiến sĩ là tăng cường làm ngày làm đêm, phải cố gắng hết mình, nói chung là để mà thực hiện cái dự án này nhằm thu thập các cái trường thông tin đủ đạt yêu cầu để cấp căn cước công dân, đưa lại quyền lợi cho người dân. Với những kết quả đạt được trong công tác triển khai đẩy mạnh thu thập thông tin dân cư của công an các cấp trong huyện Chư Rút đã tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn nước rút tiến tới hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2020 của công an tỉnh Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.